trận của Bình Châu và Long Adam. Ok, bắt đầu. Nói chung là biết thua rồi, mình kéo vô 7 trái đi. Thôi kệ đi, đáng vô đựng trái cũng là vui rồi. Không sao. Ok. Ok, tập làm quen đi. Biết sao giờ. Ồ, má mà đám vẫn di chuyển rồi chưa. Hay. Hay quá. Mất mạng thôi, có sao. Rồi. Ông tích tắc lẹ lắm. Ừ, vô giữa, vô giữa. Ok. Em mẹ là. Đáng lên, một trái cũng được mà. Trời ơi. Nhớ, châu. Cái chạy nè. Châu. Xuống một trái, mà một trái thì theo đổi. Châu có kinh nghiệm hơn. Có khi đợt này anh Adam anh lấy top rồi. Mới nói. Ui quẹ rồi. Adam nghĩ lâu quá, đâu ra cũng quá. Quả rồi. Ok.
được, có chuyện. Ném nữa. Rồi kết quả là Long Adam thắng với tỷ số là 7-5.